Chào các bạn, hôm nay video này tôi xin tiếp tục giới thiệu các bạn đời xe máy xúc thủy lực của Komatsu PC600-8R1NS, tức là cầu thuận của Komatsu. Như các bạn nhìn trên hình, đây là đời xe PC600-8R1, còn đây là đời xe PC600-8R1LS. LS viết tắt của Toulouse Show, tức là gì, cầu thuận. Thông số của xe này thì các bạn sẽ thấy là trọng lượng của xe là 63,2 tấn, động cơ Komatsu SAA 6D 140E-5, công suất của động cơ 323 kW hoặc tương đương với 433 sức ngựa ở vòng quay 1.800 vòng trên phút. Tốc độ di chuyển chúng ta của xe từ 3 đến 4,9 km/h, tốc độ quay toa 8,3 vòng trên phút và thùng nhiên liệu đổ đầy là 880 lít, dung tích thùng dầu thủy lực là 360 lít, dầu động cơ tương đương 40 lít. Đây là các thông số về cơ bản của xe PC600-8R1LS của chúng ta. Ở vị trí như trên hình vẽ, chiều cao tối đa là 5.530 mm. Toàn bộ các thông số các bạn có thể xem ở trên hình, cũng như chiều cao vươn cao nhất là khoảng cách A là 10 m. Ở đây các bạn xem một số các thông số về hình ảnh. Về dung tích gầu của xe của ta là 4 m³, tương đương với nó có thể nâng được công suất tối đa của chúng ta là 6,5 tấn. Tôi xin giải thích có một số hình ảnh ở trên cabin của xe. Thứ nhất là cần điều khiển gầu bên trái, chúng ta có hai nút bấm, nút còi và nút gì mở gầu. Tiếp theo là khóa máy và khóa thủy lực, chúng ta có một. Tiếp theo đó là cần điều khiển gầu bên phải, cũng có hai nút bấm, nút tăng công suất động cơ và nút gì đóng gầu. Tiếp theo đó là màn hình tiêu chuẩn DOT 8. Về phương thức cách giao diện màn hình thì các bạn xem ở video về màn hình dành cho DOT 8 từ PC200 đến PC2000 đều giống nhau cả. Tiếp theo mời các bạn xem lúm vặn tăng giảm trọng lượng của thợ vận hành dành cho người thợ vận hành, đó là ghế ngồi. Cần điều khiển lái PC600-8R1LS, tổng trọng lượng là 63,200 kg. Tiếp theo đối với model PC600-8R1LS này, tôi xin giải thích tiếp. Đối với công tắc ngả ghế, các bạn sẽ thấy nó ở bên phía tay phải của các bạn, để các bạn bị ngả ghế. Và hộp cầu chì cũng như là hai cái công tắc để chúng ta lái bơm, bật bơm trong trường hợp hệ thống điều khiển của bơm bị hỏng ở phía sau, cũng như là hệ thống quay ngắt bơm quay toa ở phía sau ghế của các bạn. Màn hình, về màn hình thì các bạn sẽ thấy là màn hình DOT 8 đều giống nhau.
các bạn có thể xem một mục video về phần màn hình dành cho Dot 8 BC200 đến 2000, hoặc các bạn có thể cũng xem video BC600-8R1 về phần màn hình dành cho người thợ vận hành và dành cho người thợ kỹ thuật. Đối với xe của chúng ta thì chúng ta có hệ thống tấm bảo vệ cabin chống lật rất là chắc chắn. Ngoài ra xe chúng ta có hai cái nước làm mát module theo đúng tiêu chuẩn. Chúng ta còn có gì quạt làm mát, chúng ta có thể đảo chiều quay quạt được. Ngoài chức năng làm mát và còn nó còn có chức năng gì làm sạch bằng hệ thống quay bằng hệ thống chuyển động bằng hệ thống thủy lực. Tiếp theo nữa đó là lọc dầu bôi trơn động cơ. Chúng ta xe này chúng ta có hai chiếc, chúng ta thay thế sau 200 giờ chúng ta phải thay. Và một cái bơm xả e nhiên liệu bằng tay. Tiếp nữa đó là lọc nhiên liệu động cơ. Cái này lọc này lọc tinh 1000 giờ chúng ta phải thay. Ở phần khoang cuối của xe đó khoang bơm, các bạn có thể nhìn thấy cái lọc nhiên liệu, nhưng mà lọc này lọc thô. 500 giờ chúng ta phải thay. Ở phía dưới lọc nhiên liệu thô chúng ta có lọc tách nước. Chúng ta kiểm tra hàng ngày, nếu bẩn thì chúng ta tháo ra vệ sinh. Cũng như là hai cái lọc tách nước của hệ thống nhiên liệu, có nước bẩn thì các bạn cũng phải tháo ra, các bạn vệ sinh. Màn hình, phần màn hình đối với chế độ làm việc thì chúng ta có 3 chế độ P, E, N. Và đặc biệt chế độ E thì chúng ta có 4 chế độ nhỏ ở bên trong. Đối với lỗi thì ở đây các bạn sẽ thấy lỗi E02. Chúng ta có từ E02 đến EOE. E02 là lỗi mạch van TVC. Khi đó các bạn sẽ phải làm sao? Biện pháp khắc phục, các bạn phải bật công tắc điều khiển bơm dự phòng ở phía sau ghế ngồi đó, và chúng ta kiểm tra nguyên nhân. Nếu xuất hiện lỗi E03 là lỗi mạch khóa quay toa thì chúng ta kiểm tra xem nó nguyên nhân là gì. Nếu lỗi E010 xuất hiện, E10 xuất hiện, đó là lỗi nguồn cấp mạch hộp điều khiển động cơ, chúng ta cũng phải kiểm tra nguyên nhân. Lỗi E11 lỗi mạch hộp điều khiển động cơ, chúng ta lúc này thì xử lý người thợ vận hành sẽ phải đánh máy vào lơi an toàn để kiểm tra xem nguyên nhân nó là gì. Nếu có số lỗi E14 tức là mạch điều khiển ga bị lỗi thì chúng ta đánh máy vào vị trí an toàn, chúng ta kiểm tra. Lỗi E15 tức là lỗi mạch cảm biến thì chúng ta cũng có thể kiểm tra nguyên nhân là sao. Và E0E tức là lỗi các mạch liên kết các hộp đèn với nhau cũng như mạch điều khiển, chúng ta cũng bị kiểm tra. Như vậy đối với cả phần vận hành của xe, tôi tạm thời giải thích các bạn như vậy để sang phần tiếp theo.